Nhà của Đức Kỳ cũng đã xong hết rồi cả nhà. Thì đây Đức Kỳ cũng muốn quay và đỡ muốn chia sẻ cái cách sửa chữa nhà cửa ở bên Mỹ này. Bây giờ mình đưa cho mọi người xem này. Đó, căn nhà này bữa đội ngũ mình cũng đập hết rồi. Đó. Thấy chưa? Ui giời. Wow wow. Đó, anh em ơi đỡ đội ngũ vô làm lại hết tất cả cái nền nhà này, rồi điện nước đồ rồi xong rồi bỏ vách đồ lên nha. Đó, nguyên quá trời luôn. À, tiếp tục ở bên chiếc xe này nữa nha. Mớ ở bên Mỹ này là đa số là gỗ không. Gỗ quá trời luôn. Và được cái là bên Mỹ này làm việc mọi người có chiếc xe này, cái xe nâng đồ lên này, mình không có cần khiêng nhiều nha. Chiếc xe này nó chạy bằng ga nha, cái bình ga này mọi người thấy không? Wow, rất là mạnh, cực kỳ là mạnh. Mình cho mọi người xem cái dumpster này. Ở bên Mỹ này khi mà mình làm construction đó, thì những thứ đồ trong nhà là có cái thùng chứa này, nó có cái thùng này chứa cho nó, mình đem đồ ra cho nó dễ dàng hơn nha mọi người. Chứ còn mình bỏ lên chiếc xe truck mình là chở không được bao nhiêu hết á. Cái thùng này là thùng khủng nha mọi người. Cái thùng này cũng chưa bự hơn đâu, còn có một thùng nữa rất là bự. Cái này chỉ có 30 da thôi nha, còn có cái thùng 40 da nữa, rất là bự. Thì cái này sức chứa của nó rất là nhiều nha. Đó. Sau khi mình xong rồi thì mình có thể gọi cái công ty này, họ sẽ tới dời cái dumpster này đi. Nếu mình muốn thêm nữa thì họ sẽ đổi cái dumpster này cho mình nha. Ui. Sau khi làm những cái nhà này lại thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Before and after. Bây giờ nhìn rất là gớm. Rất là gớm nha mọi người. Thì nhà phải lâu rồi, cũ rồi, phải làm lại thì nó sẽ mới thôi. Giờ hôn cho ông ấy bực. Thấy không, thấy không? Đây được. Thấy không? Don't shove it in there, then there's no down in there. I'll get a fucking hammer like a mouth now. Hello. 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 Mười bảy giờ tối giờ mọi người đang còn làm nha. Đây là căn nhà sau khi Ricky cũng gỡ ra, đập lại và lạp lại hết mọi thứ. Thì đây là bao gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm và phòng một khách, và có một phòng giặt và có một phòng bếp nha cả nhà. Thì đây là cái sau khi Ricky đã remodel, đã làm hoàn toàn mới lại hết tất cả mọi thứ. Và trong căn nhà này Ricky cũng đã setup mọi thứ, có sofa, bàn, tivi rồi mọi thứ nha. Đây là phòng khách nè cả nhà. Đó. Thì căn nhà này ở bên trong là cái tông là màu trắng hết tất cả, màu trắng nha. Và đặc biệt là cửa có mật mã luôn cả nhà. Đó. Mật mã ô mở cửa nha. Đó, đây là cửa bước vô, đây là phòng khách.
Và đây là một phòng ngủ bên này nha cả nhà. Ồ, cũng có giường đồ có sẵn hết. Cái đây chỉ mua vô là ở thôi. Đó, đây cái phòng ngủ thứ hai. Cũng có giường chiếu đồ đầy đủ hết luôn. Đó, cũng cái tông là màu trắng luôn cả nhà. Đó, bước qua bên này là cái hallway, thêm một phòng ngủ phía bên này nữa. Đây cả nhà. Đây cũng có giường chiếu đồ hết luôn nha. Đó. Và bên trong này là cái chỗ đỡ đồ nha cả nhà, âm tường. Đó, bây giờ bước qua ở phía đằng sau là đây là phòng phòng bếp, có cái island được ba cái hai chair bên này và có thể bạn bè ta đứng xung quanh cũng được ha. Và cái phòng bếp này nó open rất là thoáng và tất cả là đồ mới hết luôn cả nhà. Đó, mọi thứ căn nhà là đều mới hết, tủ lạnh mới luôn, mới tinh luôn cả nhà. Đó, chưa xài luôn nha, tủ lạnh mới luôn. Phần dưới này là đỡ đồ lạnh và ở trên đây là đỡ đông đông đá nè cả nhà. Đó. Và đây là bếp, bếp điện nha. Đây bếp điện có thể nấu ăn và cái này là cái máy hút hơi ra bên ngoài. Cabinet của cái bếp tông màu trắng luôn. Đó, từ cái hướng phía bên này nhìn qua phía bên này đó, rất là rộng ấu bình nha. Thì đây là cái ceiling cả nhà. Tục từ đây mình cửa này bước ra ở phía đằng sau và vô bên này là có bathroom luôn, cũng tất cả đều là tông màu trắng hết luôn. Đó. Hoàn toàn là mới nha, mới hết, mọi thứ đều mới nha cả nhà. Và có cửa sổ đây ra ở phía đằng sau này. Và đặc biệt trong này cũng có phòng giặt luôn nè cả nhà, máy giặt máy sấy ở đây cũng mới hết luôn. Đó, mọi thứ water heat, đây là máy nước nóng nha cả nhà. Đó, brand new, tất cả đều mới hết trong cái căn nhà hoàn toàn này. Ở đây được cái tủ mình có thể đỡ khăn qua đây cả nhà, khăn. Thì từ ở phía bên này nhìn qua trong phòng bếp rất là open. Thì ở phía đằng sau nhìn tới là phòng cửa chính bước vô. Ok, nói chung là căn nhà này Ricky cũng làm cũng hơi lâu một tí nha. Tại vì Ricky cũng không có thời gian. Mình cứ rảnh cái việc mình làm và cũng có người phụ mình một ít. Nhưng mà đa số là Ricky đã làm lại hoàn toàn mới hết. Đó cả nhà. Nếu ai mà đã xem cái video của Ricky thì Ricky cũng hay làm gì construction nhà cửa. Đây là cũng một cái cách mà cái căn nhà mọi người thấy khi mà Ricky đập ra hoàn toàn, tất cả là không còn gì nữa luôn. Mình làm lại từ đầu đến cuối nha. Có cả điện nước rồi drywall rồi những insulation, máy lạnh, máy nóng rồi mọi thứ. Nói chung là làm từ A đến Z cả nhà, như một căn nhà mới. Đó. Thì đây cũng hoàn toàn đã xong hết rồi. Ok, căn nhà của Ricky cũng đã xong hết rồi cả nhà. Thì đây Ricky cũng muốn quay và đỡ muốn chia sẻ cái cách sửa chữa nhà cửa ở bên Mỹ này. Thì nói chung là khi mà mình biết được chút đỉnh thì mình làm những cái construction này giống như sửa nhà cửa ở đây thì mình biết á, thì đương nhiên là giá tiền mình làm nó tiết kiệm rất là nhiều tiền nha. Còn mình không biết thì mọi thứ rất là mắc tiền khi những người contractor tới, những người builder họ tới làm thì rất là mắc tiền nha cả nhà. Ok, thì đây là cũng một cái video ngày hôm nay. Ricky cũng muốn quay before and after cho cái clip trên cái YouTube của Ricky ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy thích và ủng hộ đăng ký kênh của Ricky nha. Và một lần nữa Ricky xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại những video sau nha. Ok, bây giờ Ricky xin chào tất cả mọi người. Bye bye.